Xin chào buổi sáng mọi người đã quay trở lại với kênh của Mai nha. Cũng tầm mười mấy ngày rồi. Hôm nay thì Mai mới ra video lại cho bà cô chú mình xem luôn. Lý do là từ cái hôm mà Mai đi câu cá xong á, hôm đó thì Mai có nói với bà cô chú mình là Mai bà ngoại với bà nội phải chăm bà Bảo ngoài bệnh viện. Xong rồi bà Bảo vừa xuất viện đi về thì một hai hôm sau bắt đầu đến lượt Mai. Mai bị sốt huyết, mọi người nằm bệnh viện hết cả tuần lễ. Bà ngoại cũng bị nằm bệnh viện chung luôn. Bà nội thì cũng bị luôn mọi người. Từ cái hôm mà chăm bà Bảo ở bệnh viện ấy, thì Mai nè, bà nội, bà ngoại ba người đều bị sốt huyết. Nhưng mà bà nội ấy, thì phát hiện sớm, thì bà nội ở nhà uống thuốc này kia kịp thời, không có bị nặng như Mai. Mai với bà ngoại thì phải nằm viện luôn. Thật sự nằm viện hết một tuần lễ luôn mọi người. Lúc đó thì nếu như mà Mai không bị chóng mặt mạnh, không bị chóng mặt nhiều quá, không bị nhiều quá thì Mai cũng không có đi bệnh viện. Nhưng mà nằm xuống xong mình ngất cái đầu dậy chờ nó chóng mặt xoay vòng tròn luôn. Cho nên là phải nằm viện hết một tuần lễ. Hôm nay thì mới bắt đầu quay video lại. Sáng nay thì Mai, đây là những cái đơn hàng mà sau khi mà Mai nằm bệnh viện thì ở nhà hàng trả về nè mọi người. Mấy cái này là đơn măng khô. Giờ Mai sẽ khui ra ha. Thì trước khi khui cái hàng này thì Mai cũng có vài lời nói đến ông bà cô chú mình là khi mà mua măng á thì mình phải xác định là mình phải lấy hàng thì mình mới lấy hàng giùm cho Mai nha. Bởi vì khi mà gửi hàng đi á, trả về thì nó phức tạp lắm, trả về rồi tiền phí nó cao gấp đôi luôn. Những cái đơn hàng này không phải là Mai tự ý Mai nói là những cái đơn bơm đâu, và phải có hai phiếu dán, một đơn cái bill này là Mai dán, cái bill bên này là người ta hoàn về người ta dán, khi người ta giao quá số lần không được người ta hoàn về. Đây là cái đơn hàng nửa ký nè. Nếu như mà mình mua hàng á, mình phải xem video của Mai là Mai quay như thế nào, măng như thế đó thì Mai sẽ gửi như thế đó nha. Chứ không phải là khi Mai quay lên thì nói vàng, gửi thì không có vàng này kia. Mai quay lên thì bọc măng của Mai bình thường rồi mọi người, không có vàng. Nhưng mà đảm bảo là khi mình luộc là sẽ vàng nha. Đây là cái bọc măng nửa ký nè. Hên quá, cái bọc này khi gửi về thì vẫn còn hút chân không luôn, vẫn chưa có xẹp. Đây. Nếu như mà ông bà cô chú mình mà chưa sử dụng măng bên Mai qua thì mình có thử bọc nửa ký về mình sử dụng nha. Ở đây có một đơn hàng, đơn này tận 1,5 kg. Đầu tiên á, thì đa số măng của Mai là những ông bà cô chú lớn mua không mà người, chứ không có những người trẻ tuổi như tầm mười mấy tuổi này kia mua. Toàn là tầm 28, 29, 30 tuổi đổ lên mua không à. Toàn những ông bà cô chú lớn không á. Cái đơn này đầu tiên là một cô mua nửa ký. Xong rồi bắt đầu là cô gọi điện lại cho Mai là cô nói là người nhà cô kêu lấy thêm 1 ký nữa. Cái đơn này là Mai lỡ Mai gói hàng, Mai gói nửa ký rồi, xong cô gọi điện lại bắt buộc là Mai phải gói chồng lên, gói chồng lên thêm 1 ký nữa. Cuối cùng là cô cũng không nhận hàng luôn. Đây, Mai cắt ra nha, cắt đôi ra là 2 cục á. Đầu tiên là Mai gói cục này, xong rồi cái cô nói là lấy thêm 1 ký nữa, gói thêm cục này nữa. Cuối cùng là 1,5 kg hoàn về không lấy hàng luôn. Ở đây hoàn là 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn, 4 đơn, 5 đơn, 5 đơn hàng hoàn về. Mai hy vọng là sau những cái đơn hàng này ông bà cô chú mình nhận hàng giùm Mai. Tránh tình trạng là mình bơm hàng, bởi vì là gửi hàng đi đã khó khăn rồi, khi hoàn về nữa nhiều đơn hàng hoàn về tới nơi bọc măng nó xẹp lép, nó không còn gì hết á. Mai gói hàng thì rất là căng tròn luôn, mà gửi về nơi thì nhiều bọc thì xẹp lép hết trơn nè, thấy chưa. Sáng nay thì chắc là Mai sẽ đem cái bịch này, cái bịch này đó Mai lỡ khui ra rồi. Toàn bộ mấy cái này thì Mai sẽ khui ra, xong rồi Mai sẽ đóng gói xé ra hết, xong hút chân không toàn bộ lại mới đóng gói gửi đi lại, chứ không có phải là xé ra để nguyên bọc gửi đi đâu. Mai sẽ kiểm tra bên trong cái bọc măng nó có bị móc hay bị gì như thế nào không rồi Mai mới gửi đi. Bọc này thì Mai hôm nay Mai sẽ đem xuống nhà bà nội ha, để mình nấu miếng măng gà. Mai có kêu bà nội là mừng giùm Mai một con gà rồi mọi người, để sẵn với nhà bà nội rồi. Sáng vừa mới đưa bố đi học xong mà quay về khui những cái đơn hàng này. Giờ thôi, Mai cùng mọi người đi xuống dưới nhà bà nội nha. Mai cũng vừa mới xuống tới nhà bà nội mọi người. Sáng nay thì bố bố đi học, đưa bố bố đi học xong rồi ghé xuống đây luôn. Hiện sách hết đồ lên phụ hết chưa. Sáng nay thì Mai có đem theo một bịch miếng. Lâu
luôn luôn rồi, thì mai mới xuống nhà bà nội lại luôn. Ôi cái đám cải của bà nội vẫn còn tươi tốt lắm nè. Ôi cái đám cải của mẹ ăn lâu với mẹ. Ừ, nó ngon vậy đó. Trời ơi. Ăn hoài không hết luôn đợt rồi, rồi mọi người thấy là mai có ngắt cái lá của nó đi á, mọi người mai mốt mà có trồng cải mua giống cái giống của mai bà nội đang trồng đây nè, mình ngắt lá ăn thôi, xong rồi mai mốt là nó lên lại. Trời ơi dây bầu nè mọi người coi nè, đã chưa, trời ơi thích không, leo quá trời leo luôn. Cái này lâu lắm rồi mới xuống đến bên nhà bà nội, khung cảnh mọi vật cái gì cũng thay đổi, từ cái cây cải nó cũng lên quá trời lên luôn. Dạ miếng này miếng sợi to đó, miếng này ngon. Dạ. Miếng này miếng rong. À miếng rong sợi to. Miếng này người ta làm từ củ rong á. Ở đâu đâu bán, con ở đây đâu có bán. Có mà, con đặt cái chị Tuyền á. À thì. Dạ. Mẹ cái này mẹ ăn không nhiều lắm á, 1 kg con mua nhiều lắm dư á. Vậy hả? Bảo cười kìa. Chị hai đi học rồi. Chị hai đi học rồi. Chị hai đi học xong rồi xuống đây luôn. Dạ. Sáng chiều mới rước mà. 4 giờ mà. Ừ, 4 giờ rước. Giờ thôi Hiền đem cái miếng này đem đi lấy nước ngâm đi Hiền. Ngâm nước chứ. Hiền bối nó kêu là chiều chiều kêu bà nội rước con nha. À vậy chiều bà nội rước. 4 giờ. 4 giờ rước rồi rước đây rồi chừng nào mới về trển. Không, ý là 4 giờ rước về nhà trển luôn. Ờ trển luôn ha. Là con quay xong rồi con đi về xong rồi rước luôn á. Dạ. Trước tiên nấu miếng á là mai sẽ ngâm trước tiên nha. Ngâm cái đó. Đây. Cái cọng này đợt rồi mai mua nó to hơn nữa. Đợt này mai mua nhỏ. Không biết là 4 người ăn. Không biết ngâm nhiều không ta. Khi nãy Hiền nó lỡ bỏ mấy cọng vô đây, như đây nè. Người coi to. Giờ chắc thì mai lấy thêm ít nữa. Cái này nó cứng lắm, mình phải ngâm từ từ để cho nó ịu xuống. Mọi người nghe cái độ giòn của nó. Bẹ mà nghe rập 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 luôn. Chắc thì lấy thêm miếng nữa quá. Một tô thì mai nghĩ là chỉ tầm vài cọng thôi mẹ. Tô. Không, này nó lại. Tô nhiêu đây nè. Nhiều quá. Một một lát nó nở ra, trời ơi to lắm. Một cái cọng này thì bằng mọi người thấy là nó nhỏ hơn ngón tay nha, nhưng mà sau khi nó nở ra nè, nó to bằng hai ngón tay này nè. Nó chịu nè. To lắm. Bảo nó chịu nè. Khi sáng thì mai có đem theo măng nữa. Măng thường là nấu 4 người ăn thôi, không có cần phải nhiều đâu. Nhiêu đây thôi. Mai đem nhiêu đây nè. Không biết bao nhiêu miếng nữa. 1 miếng, 2 miếng, 3 miếng, 4 miếng, 5. Ôi cũng nhiều á. Một lát hả, mọi người xem nhiêu đây thôi nha. Mai ngâm ra. Mai không có cần ngâm luôn. Mọi người muốn ngâm cũng được, không muốn ngâm cũng được. Mình đem về nhà, mình bỏ trực tiếp vô nồi luộc dùm mai luôn. Đây, mọi người có miếng măng nè. Vàng ươm luôn. Măng này đặc điểm của nó là phấn nhiều nha. Phấn rất là nhiều. Mấy cái này thì phấn của nó không phải là măng bị móc gì đâu. Phấn của nó đó, đảm bảo luộc lên là vàng. Giờ là mai sẽ ngâm miếng trước. Cái măng này thì một lát thì mình luộc trực tiếp luôn, mai không có ngâm đâu. 4 người ăn như đây được ha Hiền ha. Nếu mà thiếu thì mình ngâm thêm. Cọng này đợt này mai mua nó hơi nhỏ nè. Lấy thêm vài cọng nữa nè. Kệ nó, ăn cho đã. Nếu mà ăn cái miếng kia là mắc cổ. Cái to lắm. Ồ, miếng này cũng giống miếng kia á. Giống miếng kia bự hơn. Nó nhỏ hơn tí ha. Cái cọng miếng này nè, cọng miếng đợt rồi á mai mua là hình như 2 cọng ha. 2 cọng chụm lại 1 cọng đợt rồi chị mua đúng không? Cái này thì mai mua ở cái chị gần nhà mai. Còn mà mua ở trên mạng mọi người, trên Tây Bắc á là cái cọng miếng nó to hơn. 1 kg. Mọi người mua măng của mai về á, mọi người mua cái loại miếng to to này nè, về mọi người nấu giống mai, nó ngon lắm. Miếng này nó giúp mình giảm cân nè. Rồi ăn nói chung là tốt sức khỏe, rất là tốt luôn. Ngâm miếng nha. Ngâm miếng xong rồi mai sẽ đem đi luộc măng. Luộc măng xong mới luộc gà. Bà nội kêu có mừng cho mai sẵn một con gà rồi mọi người. Mai vừa nhúm xong một cái bếp lửa. Bây giờ mình đặt cái nồi lên ha. Mai luộc phần măng này trước. Hôm nay thì ăn có mấy người, mai sẽ lấy vài miếng. Măng bên mai á, thì sẽ có miếng nhỏ, miếng to. Thì đa số là những cái miếng càng nhỏ thì măng nó sẽ càng non nha. Miếng to vậy măng nó cũng non nhưng mà nó to hơn cái miếng nhỏ. Đó, miếng to, miếng nhỏ lẫn lộn nha. Mai sẽ bỏ hết những cái số măng này vô trong nồi ha. Như đây thôi, một lát mình luộc lên á là nó sẽ nở ra rất là to luôn. Đây mọi người coi mấy cái miếng măng của mai vừa mới bỏ xuống thôi là nó sẽ chuyển sang một cái màu ngã ngã vàng liền rồi.
sẽ bỏ hết những miếng còn lại ha. Mấy cái miếng này nè, một lát hả nó đỏ ra to lắm luôn. Wow, vừa mới để xuống rồi nè. Nó chuyển xong cái màu vàng vàng đúng không hề? Một lát thì mọi người luộc măng lưu ý dùm cho Mai nha. Mình không cần phải để nắp đâu, mình để luôn cái nồi vậy cho cái hơi nó thoát lên. Tại vì măng thì nó sẽ có một tí xíu mùi nó hơi đắng á. Thành ra mình sẽ để cho cái nắp cho nó hơi nó bay lên hết, nó sẽ không có bị đắng măng gì hết nha. Mình luộc cái này vừa lưu ý dùm cho Mai là luộc 2 hoặc 3 lần nước thôi nè. Chuyển sang một cái màu ngã ngã vàng rồi. Rồi bây giờ thì Mai sẽ để, Mai để đây luộc, không có cần phải đậy nắp. Bây giờ là mình sẽ bào mấy cái củ cà rốt này. Ở đây thì bà nội đã mừng sẵn cho Mai một con gà. Gà này gà mái hay gà trống hả mẹ? Gà trống hả con? Gà trống hả? Ủa gà này chắc cũng to ha. Gà này chắc ký, 2 ký quá. 2 ký mấy á. Nấu miếng thì Mai nấu với cà rốt với lại củ cải trắng mọi người. Mai luộc măng xong hết đó. Một lát thì mới bỏ gà vô nấu cái nước dùng nó xong. Cà rốt một lát thì mình sẽ bỏ nấu chung với gà luôn. Nấu chung với cái nước dùng của gà. Tại vì cà rốt nó hơi lâu mềm mọi người. Mình nấu chung luôn. Mọi người coi mấy cái miếng măng sau khi Mai bỏ vô luộc mới được có tầm 2 phút thôi nha. Trời ơi nó đổi sang một cái màu nè, vàng ươm luôn. Mọi người mua măng như vậy thì nó mới đúng là gọi là chất lượng nha. Bởi vì măng mà nó đã vàng sẵn á thì măng người ta sẽ bỏ lưu huỳnh vào, người ta sẽ luộc chung với măng. Hoặc là khi người ta gửi đi người ta sẽ xịt thêm một chút thuốc ẩm mốc nữa để cái phần măng của mình nó sẽ không có bị mốc á. Này. Măng rất chi là vàng luôn. Măng bên Mai thì mọi người thấy bên ngoài nó không có vàng đẹp thôi, nhưng mà ai đã từng ăn qua măng bên Mai thì đều biết là măng sau khi luộc là chất lượng quá là vàng luôn nè. Mới có 2 phút thôi nha, nước chưa sôi mà măng đã vàng rồi. Cái này mọi người luộc cho Mai á, khi nào phần nước á nó lên màu đỏ, màu đen, màu thẫm luôn nha. Sôi thiệt sôi, sôi tầm khoảng 5 phút bắt đầu là mình sẽ thay lần nước, thay 2 hoặc 3 lần nước xong rồi xé ra. Xé ra bắt đầu mình nấu gì mình nấu. Mai để cái nồi măng nấu ở trong, củ cải rốt này kia cũng sắc xong rồi. Hiền thì đang phụ Mai vô trong nhà làm sạch cái mớ hành đó mọi người, cắt ra. Thì xuống đây thì cho mọi người xem cái đám bầu của bà nội. Trái rất là đã luôn nha. Quá trời luôn, Mai xem có trái không. Một lát thì xin bà nội một trái về. Bà nội chồng, trời ơi đã khá lâu luôn rồi mà không có xuống đây qua. Sẵn tiện cho mọi người coi cái đám rau bà nội luôn. Đây nè, bên đây là cái đám rau của bà nội nè. Trời ơi, mọi người coi nè. Cứ cắt lá xong rồi ngắt cái lá xong rồi nó lại lên lại, ngắt đi lên lại. Đây mọi người coi nè, hôm nay thì nó đã ra bông luôn nha. Nó lên cái bông luôn rồi. Chứng tỏ là cây cải này nó khá là già luôn. Mai nghe nói là cái bông của cây cải ăn rất là ngon. Trời ơi mọi người coi nè. Ngắt đi là nó lên lại, ngắt đi lên lại. Cái này là chỉ có ăn cây thôi mọi người. Ăn lá. Trời ơi đã quá trời đã luôn nè. Lá nào lá nấy to ơi là to luôn. Bên hông bên này thì mấy cái cây này siêu to luôn. Một lát thì Mai sẽ ngắt một ít về. Trời ơi mọi người coi đã chưa nè. Con này con ấy. Chắc Mai ngắt luôn quá. Cắt đem về nhà luôn. Trời ơi mọi coi. Đã quá trời đã luôn nha. Này quên khi nãy xuống đây quên đem cái rổ xuống rồi. Siêu to luôn. Cải này là mình chỉ cần ngắt lá thôi mọi người, không cần phải nhổ luôn cây đâu. Nó lên lại mọi người thấy không? Mấy cái lá nhỏ nhỏ dưới này nè, nó sẽ lên to lại nha. Mình sẽ ngắt cái lá to này đi. Đó, cái lá nhỏ nó lên lại. Ngắt cái lá này luôn. Cho nó nuôi mấy cái lá nhỏ. Như đây thôi là mình đã được một bữa canh rồi. Trời ơi, cải non quá trời luôn mọi người. Ngắt vô cái tay thôi mà nó giòn rụm luôn. Mai chỉ lấy nhiêu đây thôi. Nhiêu đây được bữa canh rồi á. Tại vì là anh Sang thì không có nhà rồi. Anh Sang đi quay rồi. Có Mai với bà ngoại. Nhiêu đây đủ canh. Để lên đây. Một lát đem về. Bà Bảo ơi. Trời ơi mọi người coi gà kìa.
Ủa mẹ rắc ra vậy là nó chạy lại hả? Đại đó, kìa kìa, quậy vậy đó. Nó chạy gà ăn đó. Trời ơi, mọi người thấy đạ chưa? Quá trời lũ gà này cũng to quá ha mẹ. Mấy ký rồi ta con này chứ? Con này ký mấy 2 ký à? Ký mấy 2 ký à? Ủa mẹ bắt cái gà này như gà trống không luôn hả mẹ? Hai gà mái, trống mái. Cũng có mái nữa con. Trời ơi, Bảo đã chưa? Ngồi đây cho gà ăn đã chưa? Trời ơi, đã chưa? Ủa đợt trước mẹ bắt bao nhiêu con? 100 con hả? Trời ơi, bà Bảo nè, ngồi xả cho gà ăn nè, Bảo ơi. Bảo à. Mẹ kêu bà, dạ. Cho gà ăn hả? Như vậy nó mới ngồi được yên đó. Mở cái hai mắt lúa thôi, tại con Bảo lên hốt cho nó bu lại cho đi. Dạ. Bảo ạ đi con. Cái này là đến Tết là mẹ bán là vừa hả mẹ? Tết bán con nuôi cho nó. Cái này mẹ đâu có thiến đâu phải không? Không, thiến cực quá, ôm gà cực lắm. Dạ. Bệnh hoài. Thiến, thiến nó khó nuôi hơn hả? Khó lắm, ôm nó cực lắm. Trời ơi, đã xong chưa hiền? Lấy cái dao á, lấy thớt cắt nhỏ nhỏ ra. Hiền đang rửa hành. Ừ, đem xuống sau cắt cắt nhỏ ra. Trời ơi, coi bà Bảo nè. Con gà thiến ra nó chết dữ lắm. Còn nó ăn nè. Ra mồng. Mỗi khi ăn bắp lúa à, tại có con Bảo lại mới hốt gạo á. Đào, Bảo thích không? Thích không con? Hả? Gà không nè, bỏ cho gà. Coi kìa, coi kìa, nó ngồi nên nó nhà không có con gà đâu hết á. Xuống đây nó ngồi nó hốt luôn chén gạo, ngồi cho gà. Rồi cho đổ, cho rồi đổ hết rồi. Nhà có gà chắc gà cái sợi cảm gạo chắc hết á. Tại vì nhà Mai nuôi chó mọi người, không có nuôi gà được. Mấy chó nó thấy gà là nó cắn à. Nhưng mà tên con đi hoài, yeah. Chưa đi ở tại nhà. Với lại đi suốt á, về nhà chắc là cất gà không luôn quá. Mấy bên hồng nhà nó dơ lắm. Lúc hồng hồng bệnh viện về á, về cái nhà cái bái con thành thành nó dễ đi nhà. Trời ơi, em dơ thấy dơ mà đâu có chịu bái đâu mở vô. Vừa mở cái cửa nhà ra thôi nó thúi quắc luôn nha. Con thằng lằn nó ỉa đái á. Trời ơi, dưới đây em cũng bệnh. Mọi người xem là Mai xả miếng xuống cho con gà ăn. Nó bù lại nè. Gà của bà nội là gà trống, gà mái gì có hết luôn. Cứ xả tới là nó bù lại. Bà nội nuôi tầm 100 con. Thành ra cũng không có nhiều. Ở đây thì chắc cũng tầm mấy chục con rồi đó. Gà này thì bà nội kêu là Tết. Tết bắt đầu là ăn được rồi đó. Tết là bán. Rậy bà nội dưới này chầm mít với sầu riêng. Đợt này bà nội nuôi thêm gà nữa, thả vườn cho nó có ăn này ăn kia, chăm cho nó đỡ buồn nữa. Đây là cái cây tiêu mấy bên hông nhà bà nội nè. Đợt rồi thì Mai có hái một lần đó. Hái đi nướng ốc bu đen. Thì cái lúc đó là cái cây tiêu của bà nội nó còn nhỏ, trái còn nhỏ xíu xíu à. Nay thì nó cũng to lên rồi. Trời ơi, quá trời trái luôn. Tiêu này là bà nội để lại, nhiều khi có ăn nấu hầm bao tử heo này kia mọi người. Mình hái mấy cái hột tiêu này nè, ăn cũng rất là ngon, hoặc là mình dầm muối ớt này kia chấm, mình bỏ vài hạt vô. Thôi bây giờ thì Mai sẽ đi vô nấu nồi miếng gà của Mai nha. Cắt nhuyễn nhuyễn ra thì cắt cả hành luôn nha. Ôi cái nồi măng được chưa ta? Thì nãy Mai đậy nắp vô cho nó sôi lên tí, rồi mới mở nắp ra. Ôi trời ơi, người coi kìa, vàng ươm luôn. Trời ơi, đã chưa? Mọi người phải nấu, luộc giống Mai nè. Cái này Mai cho sôi thêm tầm khoảng 5 phút nữa đây. Mọi người xem mấy cái miếng măng. Ôi nọ, đã chưa? Quá là vàng luôn. Cho nó sôi 5 phút nữa, thay thêm lần nước nữa. Khi nãy là Mai đã thay một lần nước rồi. Bây giờ là mình sẽ vớt lên nha. Thầy Mai thì Mai sẽ luộc tầm 2 lần nước thôi. Bởi vì là một lát thì Mai còn nấu thêm súp nữa. Cái nồi súp với gà nữa. Thành ra thì Mai sẽ luộc 2 lần nước. Nếu như mọi người kỹ, mọi người luộc 3 lần nước vẫn được nha. Trời ơi, mọi người coi cái miếng măng nè. Ôi ôi, nó vàng.
vàng ươm luôn nha, mà nó nở còn to nữa nè. Mọi người coi nó vàng mà không có chỗ nào mà bị thâm đen hay gì luôn á, rất là đẹp luôn nha. Nè, măng non. Cực kỳ đã luôn. Mọi người mua về là luộc lên, nếu như mà không vàng á, chụp hình gửi lại cho Mai hoặc là gọi điện cho Mai nha. Bởi vì là Mai thấy là đa số là sau khi mà 10 cô chú nào mà đã mua của Mai qua rồi á, thì 10 người đó đều luộc lên, đều khen măng của Mai vàng và đẹp. Chứ không có ai chê hết mọi người. Mai thì Mai chỉ nói hờ để khi mà lỡ mà măng nó không có vàng á, thì mình có gọi điện lại cho Mai. Rồi, bây giờ thì Mai sẽ đem ra ngoài xả nước lạnh nha, cho nó nguội, bắt đầu Mai sẽ xé sợi măng ra nha. Bây giờ là Mai sẽ xé mỏng sợi măng ra. Tại vì là mình nấu miếng á, mọi người muốn ăn to thì mình có thể là một miếng măng, mọi người có thể xé làm 3 làm 4. Còn như nhà Mai thì thích ăn những cái cọng mỏng vậy. Măng của Mai đặc điểm một điều là mọi người luộc nấu kiểu nào đi chăng nữa, nó vẫn giữ được cái độ giòn nha. Ăn nó rất là giòn cho mình. Nó không có bị già quá hay là dai quá. Với lại măng mọi người thấy không, sau khi mà Mai luộc có 2 lần nước thôi nha, rất là dễ xé luôn. Bởi vì là măng này măng non á. Măng thì mọi người hay mua về, mọi người hay hỏi Mai là mình có cần phải ngâm hay không. Mọi người muốn ngâm cũng được, còn không thì mọi người có thể luộc trực tiếp như Mai. Giờ Mai sẽ tranh thủ mình xé hết cái mớ măng này ra. Đây là những cọng măng mà Mai vừa mới xé xong nè, mọi người coi nè. Xé ra thì được một thao luôn nè, rất là nhiều luôn. Măng này mọi người mua về nửa ký là sẽ ăn được 7 đến 8 lần. Mọi người xé xong, mọi người rửa giùm cho Mai 2 lần nước nữa. Mình bóp cho nó sạch sẽ hết cái phấn măng ở trong. Mọi người coi măng cọng rất là non luôn nha. Cái này mà mọi người nấu miếng á, hoặc đem kho gà vịt này kia, hầm giò heo, trời ơi cực kỳ ngon luôn. Măng bên Mai là Mai chỉ bán một loại thôi, là loại măng lỗ ô, chứ Mai không có bán những cái loại măng nứa hay là măng lưỡi lợn này kia. Những cái loại măng đó thì chỉ có tên trên Tây Bắc thì mới có thôi mọi người. Chỗ Mai thì chỉ có măng lỗ ô là một loại duy nhất, với măng le. Măng le nhưng mà cái loại đó thì nó nhỏ quá, thành ra thì ở chỗ Mai họ cũng không có phơi măng le luôn mọi người. Sau khi rửa sạch sẽ xong hết rồi, Mai sẽ để vô tô. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đem vô nhà mình nấu miếng măng nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái nồi nước lên, bắt đầu mình sẽ bỏ gà vô nha. Mai bỏ cái phần con gà này vô hết, Mai nấu nước súp đó mọi người. Ôi, ôi nó dưới cái chân to quá ta. Chắc hai là cho cái chân mình dưới đi. Chắc lấy kéo cắt rào quá. Mai lấy kéo, mày cắt rào quá. Thấy nó cứng quá. Ôi được rồi nè. Rồi được rồi. Rồi. Không biết đậy nắp vừa không nha, mới là chuyện á. Vừa vừa. Ồ hình như cái nắp này không phải của nó Hiền ơi. Bây giờ là Mai sẽ bỏ cái cà rốt này chung vô với cái nồi gà luôn nha. Tại vì là cà rốt này nó lâu chín quá mọi người, mình sẽ bỏ chung vô luôn. Nấu cho nồi súp nó ngọt. Mai khi nào mà gà nó chín á, tàu Mai mới vớt lên. Rồi cà rốt mềm là thả miếng xuống là mình lấy lên mình ăn thôi. Đắp lại. Wow, mọi người coi kìa. Cái nồi súp của Mai nó cũng đã rất là sôi luôn nha. Đây, Mai để cà rốt này kia vô rồi. Nhưng mà cà rốt là nó vẫn chưa có mềm luôn, vẫn còn rất là cứng. Thịt gà Mai sẽ thử nha. Ôi, thịt gà nó mềm rồi. Ôi, mềm dũng luôn á. Vớt gà lên đi. Vớt gà lên hả? Mai cho măng vô cái đi, xong rồi mình vớt gà lên. Tại vì là khi nãy cái đít gà mới vừa xay rồi, sợ cái đít gà chưa chín. Cho phần măng xuống. Nhiều quá luôn à, Mai nghĩ là Mai sẽ cho tầm nửa tô thôi mọi người à. Còn vô đây để lại cho bà nội kho cái gì, bà nội nấu cái gì nấu. Chứ nhiều quá. Đây, Mai sẽ chừa nửa lại nha. Còn quá trời luôn nè. Khi sớm biết là sẽ luộc nửa thôi. Mọi người nào ở nhà tầm 3-4 người ăn thì mình lấy tầm 3-4 miếng thôi nha. Đừng lấy nhiều quá nha. Như Mai nhiều quá luôn rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ để cho cái phần măng với củ cải trắng mềm nha. Củ cải trắng nó chưa có mềm mà gà nó mềm hết trơn luôn nè. Trời ơi những đôi gà đã ha. Quá trời đã luôn. Giờ bây giờ bà Mai sẽ vớt gà lên nha.
Gà là Mai cũng đã vớt ra rồi mọi người. Bây giờ thì mình sẽ nêm nếm cái nồi súp này nha. Mai sẽ cho tầm một tí xíu muối ha. Cho nhiêu đây muối. Xong rồi mình sẽ cho thêm bột ngọt. Mai sẽ cho tầm nhiêu đây bột ngọt. Tiếp theo thì mình sẽ cho cờ nò nha. Mai sẽ cho nhiêu đây cờ nò. Nước mắm thì một lát thì mình ăn, mình mới bỏ sau. Rồi bây giờ thì Mai sẽ thử một miếng nha. Sau khi thử thì Mai cảm thấy là nó hơi lạ một tí xíu. Mai sẽ cho thêm muối nữa. Mai sẽ cho nhiêu đây muối ha. Cái phần măng này thì mình sẽ nấu cho nó mềm một tí xíu nữa. Măng này thì rất là non rồi mọi người. Mình nấu thì nó sẽ giữ được cái độ giòn của măng, nó không có bị mềm. Cái nồi súp của Mai cũng đã sôi và Mai nêm nếm vừa ăn rồi mọi người. Bây giờ thì bắt đầu Mai sẽ bỏ phần miếng rong vô nha. Đây là sợi miếng rong nè, mình sẽ bỏ vô. Mọi người xem, bỏ vô cái là nó biến sang một cái màu, chuyển sang một cái màu xanh rêu liền à. Miếng này bỏ vô một lát đó, nó nở to lắm. Nếu như mà mình để lâu đó, là nó nở rất là to luôn nha. Rồi bây giờ đây mọi người coi nè, sau khi bỏ vô nè, còn miếng rất là đẹp luôn nha. Rồi bây giờ Mai để đây nấu tầm khoảng thêm 2-3 phút nữa đi, xong rồi mình sẽ vớt lên. Tại vì là măng của Mai cũng đã chín rồi, cà rốt cũng mềm rồi mọi người. Cho cái phần miếng nó mềm tí xíu nữa là mình vớt lên vừa ăn rồi. Nồi miếng là Mai cũng vừa mới nhấc ra, bây giờ thì mình sẽ múc lên tô nha. Múc lên cái tô bên này. Cái cọng miếng này thì mọi người mà để lâu á nha là nó sẽ nở, nó nở to ra. Bây giờ thì nó chưa có nở đâu, nó còn nhỏ nè. Wow, cái cọng này nở to nè. Cho mọi người nhìn đã không? Nó chuyển sang một cái màu này là màu xanh rêu. Mọi người vài cọng. Rồi mình sẽ múc măng ha. Đây là cái dĩa thịt gà cũng đã chặt xong rồi mọi người, nhìn rất là ngon luôn. Giờ thì Mai sẽ múc nước lèo vô trong cái tô bên này, xong rồi mình cho một miếng hành vô ha. Đó, mình sẽ múc vô. Cọng miếng này một lát thì nó nở ra mọi người, nó to ra. Bắt đầu mình ăn là vừa luôn á. Đây mình sẽ cho một tí xíu hành lá lên. Hấp dẫn ghê luôn á. Xong rồi Mai sẽ gấp thêm thịt lên nha. Đây là thịt gà nè, bỏ lên trên cái tô. Này giống như ở ngoài quán luôn mọi người. Đây, mỗi tô thì Mai sẽ bỏ tầm 2 miếng trước nha. Để một lát thì mình ăn thì mình gấp thêm nữa. Cái này thì mình trang trí. Đây, một tô. Siêu ngon luôn. Rất là ngon luôn mọi người. Giờ thôi, bưng lên cùng mọi người thưởng thức nha. Mai sẽ làm dừng lại hết mấy cái tô kia luôn. Này Hiền. Đây, hút tiếp theo tô thứ hai. Gấp miếng lên nè. Cộng miếng rong. Nó nở ra đó. Ừ, khi nãy nó không nở, bây giờ nó nở ra. Mọi người dài cộng thôi, là một lát là ăn từ từ cái nở ra Hiền, là vừa luôn á. Măng mình để sang một góc. Có miếng kia bự lắm kìa. Cộng to hả? Có nhiều cộng nó to. Cà rốt với lại củ cải trắng. Miếng măng mà Mai cũng đã nấu xong rồi mọi người. Giờ mời mọi người ăn miếng măng nha. Ăn trưa. Mai nấu từ 8 giờ sáng đến bây giờ là mấy giờ ta? 12 giờ. 12 giờ trưa rồi mọi người. Mời mọi người ăn nha. Mẹ ăn nha mẹ. Ăn miếng nè chị Xui. Dạ. Cái này mình mẹ thử đi mẹ. Ai thử xem nếu mà lạc á. Ở đây thì Mai có chén nước mắm chấm nè. Nước mắm này để thêm nếu mà lạc, còn cái này thì mình để chấm thịt gà. Không có lạc đâu, đủ rồi. Nhiều ăn chấm. Lạc ha, lạc. Nếu mà ai lạc thì mình cho thêm. Cho nước mắm vô thêm. Dạ. Mà thấy cũng hơi lạc tí á, mình cho nước mắm vô. Ôi, nó bự nè. Nó nở ra hả? Nở ra to. Lạc không Hiền? Hơi. Cho tí xíu nước mắm vô cho nó ngon. Hôm nay mình ăn thiếu bố bối nè. Bố đi học, bà Bảo đi ngủ rồi. Bà Bảo phải đi ngủ mới ăn được, bà Bảo khó lắm. Thiếu sự ồn ào. Có ông Bảo khó ăn lắm.
chị Xui ăn không được. Đây, mà mọi người ơi, nó trơn quá mẹ. Trơn, ừ. Nó trơn khó gấp quá ha. Chắc vào muỗng mới chút rồi lên thôi. Nó rất dằm. Ừ. Cái này phải nhai kỹ mà. Đúng hả? Không phải. Nó không nhai kỹ mình nuốt ực vô mắt ngạn. To quá. Ừ, đúng rồi, ngon quá, nó dài. Ừ. Ngon. Đâu giống mấy loại kia. Ừ. Ừ, măng giòn. Cực kỳ giòn nha, măng này mọi người luộc kiểu nào, mọi người nấu hầm giò heo kiểu nào đi chăng nữa, nó vẫn giữ được cái độ giòn cho mình. Cái này để chấm gà mẹ. Miếng rong này ăn tốt lắm. Nhìn nó giống ngọng thung gà nha. Giống ha. Nó giống cộng dây thun gà các mọi người. Dây thun mà mình đem đi buộc ống á. Nó cái màu trắng. Ừ. Nếu mà màu đen thì nó thôi đi, giống luôn. Mày giống ha, nó dày dày y chang đó. Mẹ buộc ống đi. Mẹ nhìn thấy cũng giống. Bối bối là đi học à. Con sáng đưa đi học xong rồi mai chạy xuống đây luôn. Bố hôm nay đâu biết mai đi quay đâu. Nó kêu con mẹ đứng ngoài cổng mẹ chờ con nha. Ừ. Chờ đến chừng nào mà tan giờ rước. Ngày nào cũng kêu đứng ngoài cổng chờ. Nó mẹ đưa nó cũng vậy, nội chứ ngoài cổng chờ bối nha. Đó. Nó rồi để nội đợi cho. Ngày nào cũng vậy hết á. Cái là mà tội nha, đi cho đúng giờ rước nha, đi muộn tội nghiệp lắm, nó đứng ngoài cửa. Đúng rồi. Nó hiếm lắm. Tội nếu mà mình đi trễ tầm 4 giờ là được rước, mà mình đi tầm 4 giờ 15 thôi. Là những bé khác được cha mẹ rước về hết rồi. Còn đó, con mình ai rước đó, không ai rước đứng chờ. Đứng nhìn kiếm trước à. Bữa hẳn mẹ lên rước á. Mẹ đâu có thấy đâu. Bà nói bói nè, bà nói bói nè. Không, nhiều lúc con đi rước mà sáng con bận bộ đồ đi học, xong cái chiều cô thay đồ khác á, con nhận nó không ra luôn. Nhiều đứa quá. Thật ghê à. Chấm với cái nước chấm này nè, ngon. Không có cay đâu. Không, không cay. Giống như có lớp nước sốt mà mình chấm chân gà chị mai. Đúng rồi. Cả tuần, cả mười mấy ngày à, mai mới quay video lại luôn. Bệnh gì mà hết nhà luôn. Từ cái hôm mà đi chăm bà bạo về, xong rồi bà nội bệnh, bà ngoại bệnh, Mai cũng bệnh. Mai với bà ngoại thì nằm viện, còn bà nội thì bệnh phát hiện kịp, mẹ mà không phát hiện kịp là mẹ cũng nằm viện luôn á. Sốt xuất huyết này nó nặng lắm. Ở nhà nó thoải mái hơn. Tại em sốt trước, một tuần rồi. Em sốt trước một tuần mới đi nhập viện. Nó không có hạ được sốt. Em bây giờ cũng còn mặt, còn mệt á, cái đầu nó chóng. Sốt xuất huyết này nó làm cho mình chóng mặt, buồn nôn mọi người. Đợi hôm mai đi nằm viện á, cứ ngứt cái đầu vậy là mắc ói á. Nằm hết cả tuần mới về. Bà bảo vừa xuất viện về là tiếp tục mai đi. Mẹ vô ba chai nước biển á. Ba chai nước biển mới khỏe nè. Vậy mà cái tay còn rung á. Em yếu quá đâu có vô được nước biển. Nước biển người nào mà yếu quá thì là không vô được. Mai ở viện thì người ta đâu có cho vô nước biển đâu. Xuất viện về mới được vô. Xuất viện về khi nào người khỏe mới vô. Tại vì xuất huyết nè, người ta kêu là máu đông, mình không có được truyền nước biển, truyền vô không có được, máu đông. Của mẹ truyền được là tại vì mẹ bị tiêu chảy nữa. Dạ. Yeah. Nó mới truyền nước biển. Mà như mẹ mới xuất huyết, mẹ mới vừa bị, còn kịp. Còn chị Xui nặng với con nặng. Sang cũng bị luôn phải không? Dạ. Yeah. Sang nó bị nhẹ chút, không có sốt. Cái này là do là con mũi nó chích. Ngư bảo ở bệnh viện. Xong rồi cái con mũi ở bệnh viện nó chích mang về nhà. Tại em chăm bảo ở ngoài bệnh viện em đã bị sốt rồi mà. Bữa sang cái bệnh về lúc đó em chưa bị, em xịt thuốc xịt mũi. Mang một bình xịt hết nhà ngoài sân ngoài cổng xịt hết. Cái này là nếu mà ở ngoài xã ta biết á là người ta vô ta xịt hết nhà luôn á. Ta xịt dữ lắm luôn á. Mai vừa hết bệnh đây được 3-4 ngày à.
nay mới khỏe lại mới đi quay được chứ. Hôm giờ mọi người cũng hỏi là tại sao không quay video. Cái hôm ở bệnh viện quá trời người gọi mua măng luôn, nhưng mà nhức đầu quá không có nghe được. Hình như Hiền cũng ra viện tìm chị đúng không? Dạ có. Nhưng mà em nghĩ là đợi chị về rồi em mới thăm chị. Ra đó gọi không được đúng không? Dạ. Bữa đó Hiền cũng có ra mà gọi mà đâu được đâu. Chấm mặt quá làm biến cầm điện thoại. Không có đụng tới điện thoại luôn mấy ngày luôn. Đó giờ cũng tưởng là sốt xuất huyết á, là nó chị sốt rồi đơn sơ, đơn sơ thôi. Mình không biết nha, đến khi mình bị vô mình mới biết là nó vừa chóng mặt nè. Nó hành mình chóng mặt, ngất cái đầu không nổi luôn. Còn kịp, nếu mà không kịp còn chết nữa đó. Dạ. Cứ tưởng là chị sốt là sốt thường vậy chứ. Ừ, mình cũng tưởng là nghĩ là sốt thường hả. Ừ. Khi nãy hốt có lấy cái mấy cọng miếng thôi giờ nó nở to ra. Đầy trần. Ăn không hết luôn. Thằng Khang nó bị mà nhưng mà nó cái chất đề kháng nó mạnh. Dạ. Nó khỏe, nó còn đi mua cơm cho ăn được. Anh Khang nuôi mai với bà ngoại ngoài bệnh viện. Bà nội bị bệnh rồi đâu có đi được nữa. Bà bảo với bà bố là gửi với nhà bà ông ngoại, cho ông ngoại chồng. Ông ngoại với mợ. Ừ. Ông ngoại chăm, bà ngoại để nằm bệnh viện rồi. Có thịt gà mà. Đây còn đây nè con. Mấy chị ở xóm á, nói phượng. Hình như tao thấy cháu nội mày thì ông thui mày chở đi ngoài lộ chơi. Thế nó chiều nó khóc mà phải chở đi vậy chứ nó không chở đi nó khóc. Ở với ông ngoại riết quen luôn. Giờ về nhà hả chiều nào cũng bắt chở đi hết á. Quen rồi. Đi riết quen chân rồi. Cái cọng miếng này nó ăn giòn chưa? Nó giòn mà dai. Nó không giống cái loại kia. Cái cọng nhỏ nhỏ là nó mềm nhanh lắm. Chị Mai. Bự. Nó nở to. Cái này con mua nó mắc tiền không? Nó mềm hơn nè. Nó mua ở đây là 100 ngàn ký. Còn mà mọi người mà mua ở trên mạng á mà. Có 8 mấy ngàn ký thôi. Mua ở đây nó mắc hơn. Ở đây tới 100 ngàn ký. Cái con này bán bảo đảm rồi. Nó lấy đi bán lại á. Bảo đảm. Nó bán hàng bảo đảm lắm. Ăn phải ngon mà nhưng mà sạch sẽ đẹp nữa chứ không phải lấy tầm bậy. Nó bán rồi đó giờ mà mình mua hoài à. Nó bán dầu muối cũng ngon nữa, bằng con gà cũng ngon nữa chứ không phải tầm bậy. Mua gà mẹ nói con mua mấy cái bịch ủ muối mà con quên hôm giờ. Quên mua mấy bịch ủ muối đi về mà làm cho ăn. Chắc nhịn ăn á. Nó ăn nhiều quá. Bữa nay trời ơi, nó một đống luôn. Ừ. Bao nhiêu ký vậy Hiền? Cái giờ sụt còn 10 là 12 ký. 12 ký à trời. Bảo mấy ký đâu có 8 ký à? Tại con cay sữa nó sụt. Bảo có 8 ký à? Không phải đâu. Tại vì thấy nó to lên á, nhìn chắc nhìn nó vậy á. Mà cân chưa, cân thấy sụt hả? Bảo nó không có mập nổi. Bảo nó giống ba nó à. Kệ, rồi cũng được nhưng mà con của Hiền là bây giờ là cai sữa mưa. Khi nãy con nấu măng ra còn dư nửa tô á mẹ. Con để trong tủ lạnh cho mẹ. Nhiều quá nấu không hết. Để đó. Mẹ đem mày nấu cái gì nữa? Kho cá. Ừ, kho cá cũng được hay xương. Ừ, kho mấy con cá của mẹ em, mấy con cá kia ngon. Dạ. Cho mấy con á mà kho. Kho măng nó ngon lắm. Hiền, thịt gà Hiền. Ăn đi Hiền. Chừa cho bó cái đùi. Chừa bó đùi với hai chân gà. Bó khoan chân gà. Đi đâu về hả con, mấy ngày lần sau. Mới về hôm qua, về hôm kia. Xong rồi nay đi nữa, đi mấy ngày mới về. Lâu lâu mình nấu miếng nè, ăn ngon.
Một tô là to lắm. Là lớn lắm anh. Đây. Vừa mới ăn xong thì bà Bảo dậy luôn mọi người. Hên quá. Đây, vào đây. Bảo có ăn không? Ăn thịt gà không? Có không? Có. Có. Ai ơi. Có hả? Bảo 1 tuổi. Nó nói 1 tuổi, đưa tay lên 1 tuổi. Bảo 1 tuổi. Nè, tuổi. Đưa tay lên nói 1 tuổi. Bảo 1 tuổi. Nói đi. Nói 1 tuổi, 1 tuổi. Thế là biến, mới ngu dậy làm biến à. Nãy giờ là ai cũng ăn no hết rồi mọi người. Cái cọng biến này nè. Mới đầu múc vô thì nó nhỏ nha. Nhưng mà ăn nọ có hiền ăn nội, hiền đâu tự quá. Ăn nội à, ăn hết luôn. Hồi mỗi thường là hiền là ăn nhiều nhất đó nha, nhưng mà hôm nay ăn hết nội đâu có tự rồi mọi người. Thôi bây giờ Mai cũng kết thúc clip đây nha. Mọi người nào mà có mua măng khô thì cứ liên hệ cho Mai số điện thoại 0349 544 818 nha. Mình chưa ăn thử qua măng bên Mai thì mình có thể mua nửa ký về. Mai quay như nào thì măng gửi trang vậy nha, chứ không có phải là quay mọi người bảo là quay nấu thấy vàng đến khi gửi thì lại không có vàng. Măng của Mai là mọi người đem về nhà mọi người luộc lên đó thì mới vàng thôi. Thôi giờ thì Mai cũng kết thúc clip ở đây. Bây giờ thì sắp tới là Mai sẽ cố gắng ra nhiều video hơn. Bây giờ là hết bệnh rồi mọi người. Cố gắng khỏe khỏe lại. Mỗi ngày ra một cái video cho ông bà cô chú mình xem. Vài bữa nữa thì Mai sẽ đi câu cá cùng anh Sang. Đi lên... gì ta? Cát Tiên. Đi lên trên cái sông. Theo cái con sông đây nè mẹ. Chạy lên trên rừng Cát Tiên trên kia. Hôm bữa đi câu được mấy con cá. Rồi nước lớn lắm, dạ. Nguy hiểm lắm mấy người. Nay mấy bên này đâu có mưa, nước xuống á. Xuống à? Nước xuống rồi. Nay ở nước cái sông chỗ Mai nước nó xuống 10. Được hôm mà Mai với bé Hiền đi câu cái hôm đó trời nước lên. Quá trời luôn. Rồi thôi bây giờ thì cả nhà Mai tạm biệt và hẹn mọi người ở clip sau nha. Bảo bye bye nè. Bye bye. Bye bye.